Yeah, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Tâm Thâm Vi Diệu Pháp Ba Thiên Vàng Kiếm Năng Cao Ngôn Ngã Kiếm Kiến Văn Đăng Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiện Nghiệm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về giới Bồ Tát. So today we continue to study about the Bodhisattva precept. Và một lần nữa thì chúng ta ôn lại Đức Phật ngài dạy giới, có nghĩa là phòng phi chỉ ác. So again, the precept or the disciplines or moralities in Buddhism is considered as the preventions of the bad deeds and stopping all of the bad actions. Và như tuần rồi chúng ta học về cái phần là diệt luật nghi giới, là mình giữ cho chính mình. So last week we talk about keeping the precept for ourselves. Và chúng ta cũng học thêm trong cái giới Bồ Tát bao gồm thêm là nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích thủ thình giới. So besides that, in the Bodhisattva precept, we have the precept of doing all wholesome deeds, and the next one is the precept of bringing the benefit for all sentient beings. Thì trở lại cái vấn đề thì chúng ta thấy đó trong cuộc sống hàng ngày, phải nói rõ khi chúng ta đến tuổi trung niên trở lên á, thì đa phần chúng ta sống theo cái thói quen, theo cái tập khí. So if we middle age and above, most of the times we do this according to our habitual patterns. Lấy ví dụ như lúc chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa biết hút thuốc, chưa biết uống cà phê, vân vân. Nhưng bây giờ, chúng ta biết bao nhiêu năm, đi làm ăn buôn bán, tiếp xúc với người này người nọ, từ hút thuốc, uống cà phê, vân vân, trở thành một cái thói quen, tập khí của mình. So like when we were young, we didn't know how to smoke or to drink coffee, but because of the work, because of interactions with other people, smoking or drinking coffee or even alcohol becomes part of our life. Và còn rất là nhiều cái thói quen, cái tập khí khác nữa. And also, yes, there's all kinds of habitual patterns that we have built
within this lifetime. Và đương nhiên chúng ta có thể phân tích ra thấy rõ là chúng ta có những cái tập khí xấu cũng là có những tập khí tốt. So if we discuss specifically those habitual patterns, they include good habits and bad habits. Những cái tập khí xấu ha, như chúng ta uống rượu, uống bia, nấu láo vân vân. So the bad habits like we drink alcohol, beer, theo in line. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa có quen những cái điều đó. Rồi dần dà theo năm tháng, chúng ta cứ nói tới, nói lui nhiều lần, nhất là nói láo chẳng hạn, hoặc là uống nhiều lần, rồi từ từ thành thói quen. So when we were young, we didn't have that type of habits, but throughout the times, we drank alcohol, and it's become part of a habit. Or even when we were young, somehow we had not built the habit of telling lies, but grown up, we interact with other people, and somehow we build up with that type of bad habit, telling lies and so forth. Và đương nhiên, bên cạnh cái tập khí nấu láo, tập khí uống rượu, những cái tập khí xấu xa, chúng ta cũng có những tập khí tốt, như là mình sẵn sàng lúc nào cũng muốn giúp người khác, hoặc là những cái tập khí tốt như là chúng ta thức dậy sớm, lo lắng cho gia đình, hiếu thảo cha mẹ, vân vân. So the good habits we may recognize, like we wake up early in the morning, we are willing to help people who are in need, we take care of our parents, our parents, and so forth. Thì lý do tại sao mà chúng tôi nhấn mạnh lại những cái tập khí thói quen này đó, dẫu xấu, dẫu tốt đó, để cho chúng ta thấy đó, nó liên hệ với cái mà Đức Phật Ngài dạy là giới đây. So the reason why I want to mention again the good habits and bad habits, because they relate to what we learn, the morality or the precept. Vì một khi mà chúng ta làm việc gì đó, làm nhiều lần, rồi nó sẽ trở thành một cái thói quen. Because whenever we do this frequently, those things will become part of our life. Với các nhà tâm lý học á, Tây phương họ có làm một cái thử nghiệm. So in Western psychology, this is one famous story regarding about building the habit. Họ làm cái thử nghiệm là cứ đến cái giờ trưa, đúng có thể 11 giờ hay 12 giờ đó, họ gõ cái tiếng chuông. Và khi họ gõ tiếng chuông thì họ cho con chó nó ăn, ăn cơm. Thì cứ làm vài ba ngày như vậy đó, riết con chó thành thói quen. Cứ đến giờ đó là nó được cho ăn, và đương nhiên khi ăn nó chảy nước miếng. So those psychologists, they did the experiments that relate to feeding food for the dogs. So every day at noon time, they hit the bell, and right after hitting the bell, they provide the food for the dogs. And of course, the dog exert his saliva before eating the food right on times. Thì cái lần nào mà những vị này đó ha, những psychologist này đó, nhà tâm lý học này đó, mà không có
cho thức ăn cho chó nhưng mà chỉ đánh tiếng chuông thì tự nhiên con chó nó vẫn chảy nước miếng. So even this psychologist didn't feed the dogs, but they hit the bell on times. So at that moment, the dogs exert his saliva. Đó là cái thói quen vì đến đúng giờ, con chó nó chảy nước miếng vì đến đúng giờ đó là nghe tiếng chuông là báo hiệu cho biết là nó sẽ được ăn. So the reason why the dogs exert is saliva because at that times, the exact time at 12 p.m. Even the psychologist didn't feed the dogs food, but they signaled the bell. So that's why the dogs exert his saliva. Cho nên thành cái thói quen và họ thử nghiệm trên con chó và đối với chúng ta cũng vậy. Thì khi mà chúng ta làm cái việc gì nó thuần thục rồi, làm việc gì nó quen rồi, thì cái đó nó trở thành cái thói quen, dẫu là thói quen tốt hay dẫu thói quen xấu. So those human, so when we do things continuously and frequently, and those become part of our life, and of course we call them as the habit. Nên khi mà mình hiểu được điều này đó, mình thấy cái việc mà Đức Phật Ngài dạy, Đức Phật Ngài nhắc chúng ta là phải sống theo cái giới pháp để chi giờ để mình từ từ tăng trưởng cái căn lành của mình, là từ từ mình làm theo cái thói quen tốt lành. So the reason why the Buddha established the precept so that we can abide those precept and it eventually become part of our life. Ví dụ như lái xe, thì chúng ta khi mà chưa biết lái xe, chúng ta học để thi bằng lái. Học xong rồi, chúng ta cũng phải lên xe tập rồi, chúng ta phải pass cái driving test đó. Before driving the cars, we need to pass the green test. And after we pass that green test, we would take the driving test. And of course, up to now, if we drive cars more than 10 years, so driving is part of our habit patterns. So for example, when it's time for us to turn to the left or turn to the right, automatically we turn the signal, the left or the right, and so forth. Cho nên khi mà chúng ta lái xe trên 10 năm, 10 năm trở lên, thì cái việc xa lái xe của chúng ta đó trở thành cái thói quen một cách tự nhiên. Giả sử như khi chúng ta muốn lái qua bên trái, thì automatically, tự động chúng ta bật cái signal quẹo trái hoặc là signal quẹo phải hoặc là đến cái stop sign, nó trở thành một cái thói quen của mình một cách tự nhiên. So that's why the more we do, the easier for us to get used of them and they become part of our life. Đó, cho nên khi mà chúng ta hiểu được như Đức Phật Ngài dạy về năm giới chẳng hạn, thứ nhất là không có giết hại, không giết hại với con người, đương nhiên chắc chắn là mình tránh, và mình cũng được chư tôn túc nhắc nhở không những tránh giết hại con người cũng phải tránh giết hại loài vật. So for example, the first precept is the non-killing or restraint from killing. Of course, we cannot kill other human beings, and of course we need to recognize on the top of that, we need to restrain from killing animals like pig, dog, cat, and so forth. And this eventually become our habit. We don't dare to kill them. Và ngay cả cái chơi trộm cướp cũng vậy. Cái gì mà không phải của mình thì từ từ, nhờ mình là người Phật tử, nhờ mình đã từng thọ giới rồi, cho nên mình tránh không có tham, không có trộm cướp, không có lấy của người, giấu cái vật đó để trước mặt mình. So because
we take a vows to keep those precepts. For example, those students, if they are not our properties, we would not take them. And even they were put in front of our eyes, and it become part of our life. Nên trở lại cái vấn đề là có những cái người mà họ chưa thọ giới, mà họ sợ thọ giới là phạm tội, mà thực sự nếu mà họ không thọ và đương nhiên dễ dàng cho họ phạm tội phạm lỗi. So for those who have taken, who have not taken the precept, it's easy for them to violate the precept or to create the bad karmas. For example, if they don't learn how to drive, and if they jump on the car and drive, definitely it's easy for them to encounter a car accident. Nên ví dụ như cái người mà chưa từng biết lái xe mà nhảy lên xe mà lái xe, chắc chắn là cái xác suất mà đụng xe rất là cao. This is one story I remember that many years ago. There was an electrician I met in the refugee camps in Philippines, and he came to the state few months before me, before my families. And few months later, I heard the news that when he came to the state and he got into a car accident and passed away while he was driving motorcycle. And of course, the reason is that probably he thought that driving motorcycle in the United States is similar as driving in Vietnam. So probably he didn't follow the rules and regulations and so forth. And that's why he encountered a car accident and passed away. Nhìn cái câu chuyện mà tôi nhớ hoài đó là có một ông Phật tử hồi xưa chúng tôi còn ở bên trại tị nạn bên Philippines đó, thì ông ta cũng thường lên chùa làm công quả, sửa đèn, sửa điện vân vân. Nhưng mà ông ta cùng gia đình đi qua Mỹ trước chúng tôi mấy tháng, mà sau này chúng tôi nghe cái tin là ông ta mới vừa qua Mỹ vài cái tháng là bị đụng xe để chết do lái xe Honda đó. Ông ta nghĩ rằng có lẽ ông ta nghĩ rằng lái xe Honda ở Mỹ cũng giống như ở Việt Nam, nhưng mà có thể không có biết về luật lệ cho nên mới bị tai nạn xe cộ rồi mất. So again, it's for human civilizations, we need to follow certain patterns, certain moralities, certain regulations. And that's why we can function ourselves harmoniously and peacefully. Otherwise, everything will be chaos. Cho nên khi mọi chuyện chúng ta thấy đó, con người càng văn minh chừng nào thì chúng ta càng phải theo những cái luật lệ, để chi càng nhiều người thì tất cả mọi người nếu mà theo những cái luật lệ lề lối mà được chấp nhận ở trong cái cộng đồng, trong xã hội, thì đương nhiên là cái xã hội đó hài hòa hơn, nó không có bị loạn So that's why in Buddhism it is so important that we need to abide certain ways how to develop our good nature, at least staying away from doing bad karma. Thì trở lại đó, đó là về cái phần gọi là nhiếp luật nghi giới ha, cái phần là chúng ta phải giữ cái giới để chúng ta tránh tạo nghiệp. So again, those are the precepts that we need to remember how to follow so that we would not create any kind of bad karma. Và kế tiếp nữa đó ha, trong cái giới Bồ Tát ha, thì chúng ta học về nhiếp thiện pháp giới. So the next one is that the precepts that encourage us to do the good deeds or wholesome deeds, whichever wholesome deeds we have the chance to do, we need to step out to do. Nên đây là cái phần nhiếp thiện pháp giới, là bất cứ
cái điều gì, bất cứ cái nhân duyên gì, nhân duyên lành thiện gì mà mình có cơ hội mình giúp người khác hay làm việc thiện là mình phải làm. Đó gọi là giúp thiện pháp giới. So whichever conditions and whichever times that we encounter, we need to step out to the good karma of ourselves. That is the precepts that relate to creating the wholesomeness of good karma. Đó là điều mà chúng ta học ha, nó khác với những cái giới mà chúng ta thường nghe khi mà nói chữ giới đó, thì có nhiều người rất là sợ. So you know, when we talk about morality, when we talk about the precept, many people are afraid of. They may think that they are restrained by certain rules, certain regulations. Nên cái đó là tâm lý chung. Nhưng khi chúng ta hiểu rõ thì bây giờ tại sao chúng ta phải theo những cái lề lối mà gần như tất cả mọi người đều công nhận hay là chấp nhận đó, để chúng ta sống hài hòa với nhau, để chúng ta sống hòa hợp với nhau thì chúng ta mới hiểu tại sao. So again, when we understand why we need to follow certain regulations, morality and so forth, so that we can live in harmony with other people, so it's easy for us to follow. And again, they become part of our life, like driving the cars on the street or on the freeway, or having the behavior in the public, and so forth. Thì nhưng cái đó là chỉ về phần cho mình để giữ những cái điều giới này để mình tránh tạo nghiệp thôi. Còn bên cái phần nữa đó là giúp thiện pháp giới, là mình nếu có cơ hội, bất cứ cơ hội gì mà mình có cái duyên duyên lành giúp người khác, mình phải bước ra mình giúp người khác. So on the top that relate to this Bodhisattva precept again, whichever conditions we have, we need to step out to help others. So that's the beauty of this Bodhisattva precept. Tại sao vậy? Vì chúng ta thấy đó, như nãy tôi phân tích đó, khi mình làm cái chuyện gì, làm tới làm lui nhiều lần, thì nó sẽ trở thành thói quen, dẫu thói quen xấu, dẫu thói quen tốt. So again, like I just explained recently, whichever things we do, if we do frequently and continuously, those things will be part of our life. They will be our habit patterns. For example, drinking coffee, wake up early in the morning and so forth. Như là chúng ta uống cà phê, hay chúng ta thức dậy sớm, hay là chúng ta mỗi ngày tụng kinh, vân vân. Nó trở thành cái thói quen. And so that is why this Bodhisattva precept encouraged us to step out to help other people. And at first, we may be reluctant that we need to help others based upon those guidelines and regulations. But the more we do, the more we practice, it's easy for us to be part of our life. It's been those habitual patterns a part of our life. Cho nên chúng ta càng làm nhiều chừng nào thì từ từ nó trở thành thói quen. For example, this is one of the precept is talk about, let's say, like I gave example last time, not selling alcohol. For example, như cái giới mà không có bán rượu chẳng hạn, hay không bán những cái chất ma túy mê sai chẳng hạn. Chúng ta biết ha, khi chúng ta sai xưa thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo nghiệp ha, qua thân, qua khẩu của mình, nói những cái lời nói bậy bạ, chửi mắng người khác, rồi thân chúng ta dễ tạo nghiệp ha, đánh đập người ta hay là tự hại mình. So like drinking alcohol, if we drinking too much of them, it's easy for us to be confused,
That's why we may say something, be offended to other people, or we may harm ourselves and others. That's why we need to restrain ourselves from drinking alcohols. On the top of that, we cannot sell alcohols to others. Because if we drink alcohol by ourselves, yes, we confuse ourselves. But if we sell those alcohols, those drinks, we would raise the curse that make people being crazy or confused. Cho nên đó là cái giới mà nhắc chúng ta ha, đừng có bao giờ mà bán rượu hoặc là ngay cả cho rượu cho người khác cũng phải nên tránh nữa. So even when we interact with other people, for example, when it's time for us to give some special gift to our friends for their birthday parties, wedding ceremony and so forth, for Buddhists, especially the one who received this Bodhisattva precept, we could not give them alcohol or anything that may confuse them. Như ví dụ như đối với người Phật tử chẳng hạn, nếu mà mình đã thọ giới Bồ Tát này rồi đó, thì hãy xử đến những cái lúc là ngày birthday của bạn bè của mình, hay ngày cưới, ngày hội hôn nhân, đám tiệc gì đó, mình không có được tăng những cái rượu này nọ cho những người bạn của mình. Vì mình, nếu mình tặng cho họ rồi họ dùng, họ say sưa, mình cũng cái phần lỗi trong đó. So that's why when they confuse themselves and they break karmas, and we bear the responsibility in part of that, because we are the one who provide them the alcohols to drink to confuse themselves. Nên khi mình hiểu được như vậy đó, thì nó trở thành thói quen. Các bạn bè, dẫu là họ mời mình đến nhà, dẫu họ mời mình uống rượu, đối với mình, đương nhiên mình cũng cố gắng tìm cách từ chối, thì mình không có say sưa, không có mê mờ. So for us, if we attend any parties, any celebrations of our friends, if they invite us to drink alcohol, yes, if we have received this precept, we would try to excuse ourselves not to drink alcohol so that we keep our mind pure. Và đương nhiên khi mình mời bạn bè tới cũng vậy đó, mình cũng không có nên cho họ uống rượu để họ say sưa. Đương nhiên họ say sưa lái xe về rất là nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng, rồi đụng người này đụng người nọ đó, nó trở thành có thói quen, rồi mình không có dám tạo những cái nghiệp đó. So even when we have, let's say, birthday party or any celebrations, we invite our friends to come to enjoy those parties, and of course we would not provide them alcohols to drink, because if they drink too much, they may encounter car accidents on the street or on the road, and they may harm themselves and harm others. Nên từ từ nó trở thành cái thói quen là mình đi ăn đám tiệc gì hay là mình mời bạn bè tới nhà, mình cũng không có dùng rượu. So eventually those habitual patterns become part of our life, whether we go to attend our friends' parties or we invite them to attend our parties, we would not drink alcohol, or we would not provide alcohol for them to drink, because we know that we want to stay pure, and of course we would not like to harm them. Đó. Nên từ từ những cái điều đó nó thành thói quen. Như lấy ví dụ như thêm một cái nữa là vấn đề ăn chay chẳng hạn, như một số Phật tử mình đã ăn chay.